Sau video 1/1 tỷ ngày chơi The Tron dịch Battle Royale của Bùm, hàng loạt các ý kiến trái chiều đã diễn ra. Đôi người nói Bùm chơi ngu, những số khác nói Bùm chơi ngu như súc vật. Ví dụ như bạn này nói rất đúng, chơi ngu như Bùm, về bú nước bồn cầu thì hay hơn. Vì vậy Bùm quyết định quýt con quạt mày đi. Bùm quyết định luyện tập trước khi vào chiến trường, bởi vì đổ mồ hôi trên sa trường còn hơn là bị đấm tụ cất trên chiến trường. Nhưng luyện tập cái gì? Combo à? Chơi ngu như chó, combo cái quạt gì? Tiếp trick à? Cũng không ổn. Điều bây giờ cần làm là trở về với những thứ cơ bản, ví dụ như là di chuyển, dash. Bùm dành ra 1/2 ngày để học cách di chuyển thông minh hơn. Chính xác hơn là cải thiện cách di chuyển ngu như một con súc sinh của Bùm. Chúng ta phải di chuyển sao cho giống con người một xíu. Đầu tiên là front dash để mở đầu combat. Nó quá dễ counter nên Bùm loại bỏ hoàn toàn hành động này. Đến lượt side dash, theo như các pro player thì đây mới là trứng cút của con trai. À, ý Bùm là viên ngọc trong ngọc trai. Nó mới là vũ khí tốt nhất để mở đầu combo hoặc né tránh đối thủ. Bùm luyện tập cách L dash, C dash liên tục không ngừng nghỉ. Sau đó là kết hợp giữa side dash và M1. Dù đã rất cố gắng nhưng mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Bùm không kiểm soát được chuột, dẫu M1 của chúng thì cũng cách xa đối thủ, không thể tiếp tục thực hiện cú đánh tiếp theo. Mới bước đầu đã vậy, làm sao combo đấy? Đã có lúc Bùm gần như gục ngã vì con game này quá khó. Phải chăng nó không dành cho Bùm? Và phải chăng mọi thứ đều kết thúc rồi sao? Bùm tiếp tục rèn luyện và rèn luyện. Cuối cùng tin vui đã đến. Ma vẫn quạt làm được, nghỉ mẹ đi. Sáng ngày thứ 3, Bùm đã bình tĩnh trở lại và tiếp tục ngồi vào bồn cầu để ỉa cho sạch cức. Với tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn là dấu hiệu cho một ngày tươi đẹp. Và bây giờ, ngồi vào máy tính và luyện tập thôi. Bùm đát gọn gàng hơn, em hoàn tốt, cảm nhận được khoảng cách đát, thậm chí là kết hợp giữa đát và down slam. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề cực kỳ lớn ở đây chính là mắc ẻ nữa rồi, mày không để tao luyện hay lô đích, mới có 2 tiếng mà ỉa 3 lần. Có lẽ Bùm hơi căng thẳng cộng với ăn phải đồ ăn không sạch nên hôm nay không được khỏe cho lắm. Nhưng mà không sao, bây giờ đã khá hơn rồi. Trở lại phòng tập với khuôn mặt tập trung, hậu môn thắt chặt để ngăn chặn những dòng cức cứ chực chờ tuôn ra. Bùm hiểu rằng mình cần nâng cấp chế độ luyện tập. Xem qua hàng loạt các video về combo Saitama, cuối cùng Bùm đã tìm ra một video phù hợp với mình. Mục tiêu của ngày hôm nay là chỉ cần thành thục combo có cấp độ dễ và trung bình là được, còn combo khó thì chắc để sau. Thứ nhất, combo dễ, M1 3 down slam skill 4 front dash, M1 3 skill 2 skill 3 front dash, M1 3 upper skill 1. Thứ hai là combo trung bình, M1 2 lần skill 2, M1 lần nữa skill 3 giữ click, side dash skill 4 front dash, M1 3 upper skill 1. Vì cứ tập luyện hoài cũng chán, Bùm cần nhanh chóng để mớ lý thuyết hỗn độn của 2 ngày qua vào thực hành. Chỉ có học đi đôi với hành thì mới dễ nhớ được. Nhưng đâu phải cứ muốn là được, cứ tuột quần là ỉa. Kể cả combo dễ, trung bình cũng khiến Bùm trở nên bối rối, liên tục ấn sai và rối loạn click chuột. Bùm cảm nhận được cơn buồn chán và sự thất vọng kéo dài như vô tận. Nhiều giờ trôi qua nhưng chẳng có tiến triển gì. Cảm giác đau khổ ngày hôm qua lại một lần nữa bấu vào từng thớ thịt. Nó khoét sâu vào cơ bụng sáu múi tưởng tượng của Bùm. Khuôn mặt đẹp trai bây giờ đã hằn lên sự tức giận cùng nếp nhăn cau có bởi nhịn nẻ. Không lẽ mình lại thất bại nữa hay sao? Luyện tập và luyện tập đã có cải thiện. Bùm làm combo dễ thuần thục. Tiếp theo là combo trung bình. Lần 2, lần 3, lần 4, lần thứ N. Yeah! Đã làm được rồi! Tôi đã thành công! Quá tuyệt vời! Bùm đã hoàn thành được mục tiêu của ngày hôm nay. 2 ngày tập luyện đã có kết quả. Bùm đủ tự tin vào chiến trường rồi. Cố lên Bùm ơi! Anh Bùm có đẹp trai không? Có đẹp trai là có đẹp trai. Để tao giả vô mặt này cái. Khác với môi trường phòng tập, ngoài chiến trường hỗn loạn hơn rất nhiều, không còn là nhân vật cờ lon đứng yên cho chúng ta mặc sức đấm đá nữa. Những người chơi khác biết cách di chuyển, biết tấn công, biết phòng thủ, biết counter. Và quan trọng hơn hết là bà mẹ nó, sao mày đứng yên vậy? Nó đi ngược với kịch bản của tao rồi. Và quan trọng hơn hết là họ rất đông. Chúng ta không thể dễ dàng thực hiện được một combo như luyện tập. Thứ nhất, người chơi có thể né combo bằng Radon Cancel. Thứ hai, chúng ta phải đối diện với những kẻ thứ ba xen ngang cuộc tình đồng tính của bạn và thằng mặt heo kia.
bạn sẽ ăn thùng rác. Bạn sẽ ăn cú đá thẳng người. Và đương nhiên rồi, bạn ăn cả quả bounty. Nhưng với sự bình tĩnh vốn có, Bùm không hề nao núng. Cái quạt con quạt nhà mày, thằng xúc vận bốn chừng một mồm 28 đằng. Thằng chóa này, má tao cay mày lắm rồi nha. Khoan đã, mình đang làm cái quạt gì vậy? Luật chơi trong chiến trận chung là vậy, mọi người có thể nhảy bổ vào nhau bất kể lúc nào. Đó là gameplay của trò chơi. Bất phân độ tuổi, giai cấp, nhân vật, giới tính, tất cả những gì người chơi cần làm là hạ gục đối thủ. Không có fair play ở chiến trường chung. Nếu muốn solo 1v1 hay 2v2, bạn cần ra ngoài chỗ solo răng. Bùm chợt bình tĩnh và nhận ra sai lầm của mình. Nó không đến từ kỹ năng, mà đến từ sự chấp nhận. Chúng ta bắt buộc phải bị đánh, bắt buộc phải thất bại để học hỏi. Nhưng chấp nhận cái thất bại đó mới là chuyện khó khăn. Sự cay cú, nóng giận, tô xít luôn chực chờ nuốt chửng Bùm. Đấy mới là kẻ thù thật sự. Để trở nên tốt hơn, điều mà Bùm cần rèn luyện lúc này chính là để cho bản thân bị đánh như một con chó nhưng vẫn tịnh tâm thoải mái, dành thời gian nghiền ngẫm lại cái sai của mình. Nói một cách khác hơn, tâm lý chiến đấu chính là chìa khóa thành công cho người mới bắt đầu. Luôn toàn tâm toàn ý để thắng, luôn phải cố gắng. Nhưng nếu sự cố gắng đó không đem lại kết quả tốt thì cũng không việc gì phải cay cú. Dù gì thì chúng ta cũng đã học được cách loại đi một phương án sai. Thomas Edison đã phải thất bại 10.000 lần mới tìm ra bóng đèn. Vậy tại sao Bùm và các bạn không thể bị đánh bầm dập 10.000 lần để trở thành pro player? Nói thật với các bạn là Bùm rất muốn cắt bỏ tất cả những thứ trên đây để giữ lại những đoạn video chiến thắng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bùm không thể tự lừa dối mình và đương nhiên là không thể lừa dối các bạn. Bùm là một thằng gà player, chơi ngu như chó. Giống như bạn lúc đầu video có bình luận, đáng ra Bùm không nên ban bạn ấy. Nhưng chắc chắn Bùm không bỏ cuộc. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành người chơi giỏi trong đợt chọn dịch Battleground. Còn video này thì chưa phải. Ngày 2, ngày 3 chỉ có như vậy. Bùm hy vọng rằng bạn không thất vọng vì điều đó. Và Bùm cũng hy vọng rằng nếu bạn đang ăn hành ngập mồm, bạn đang mắc kẹt trong sự tô xích khi chơi game này, thì bạn không cô đơn. Bùm cũng vậy. Chuyến hành trình của chúng ta vẫn tiếp tục. Và ngày mai sẽ khác. Ngày mai sẽ khác. Sẽ lại thấy hành cây rất xanh. Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành. Kẻ lướt qua tim mình ngày mai sẽ khác. Sẽ lại thấy dòng người rất đông. Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng. Nắng khẽ soi trên đầu. Và khi ánh hoàng hôn chưa tan, bóng đêm dần xuống nơi đây. Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.